Chào tất cả các bác đến với kênh Cao JBL Hoàng Mai, một kênh chuyên cung cấp các thiết bị âm thanh mỹ bãi pro, hàng đẳng cấp thế giới các bác nhá. Hôm nay em lại về thêm một đôi ELX115. Nó là EV hàng nghìn công suất các bác nhá. Phải nói là bát 40, phải nói là nó hay lắm các bạn. Không ơi đâu mà các bác chơi các đôi loa Trung Quốc nó là liền công suất nhưng nó chất Mỹ thì nó quá phê rồi các bác nhá. Lời ca cực hay luôn. Còn bác nào kêu loa liền công suất nó không hay bằng loa kia thì đến với Cao JBL Hoàng Mai để được trải nghiệm và cũng chia sẻ một chút với nhau. Em khẳng định luôn là không phải cái gì cũng khen ai, không phải cái gì em nhập về là em khen ai. Mà thật ra thì với cái mức tiền mà ngoài 20 triệu thì không có một sự lựa chọn nào khác để hoàn hảo hơn một đôi đến từ Mazda USA. Thế thôi, anh em cũng chia sẻ qua về cái model này. Còn tất cả về các vấn đề thông số kỹ thuật này nọ, các bác có thể tra ở Google thì các bác biết được cái chất của em nó như thế nào. Nó là full bát 40 các bác nhá. Em quay như thế này nhưng mà các bác nào nhiệt tình quan tâm thì các bác cứ alo hoặc là inbox cho em. Nói chung là hàng thiếu thùng xốp thôi chứ không phải là không mông má một chút nào đôi này các bác nhá. Sơn sần cát liền công suất, chỉ nhét một con vang số vào là vụt luôn, không phải nghĩ luôn. Đây bẩn rồi bác ơi. Đây là bẩn chứ không phải xày đâu. Bẩn đấy, em chưa lau đâu. Đây các bác nhìn cái công suất của nó này. ELX115B các bác nhá, Electrovoid. Hai chiếc như một, em quay một chiếc thôi nhá. Hai chiếc như nhau. Mọi thông tin chi tiết các bác truy cập kênh Cao JBL Hoàng Mai để được tư vấn trực tiếp. Hàng rất hợp lý luôn, các bác có thể đánh thêm một con súp đeo cọc liền công suất, súp Đức này. Ruột của nó cũng là ruột Electrovoid các bác nhá. Đeo cọc đặt ruột của Electrovoid. Rất hợp lý luôn với giá tiền tầm dưới 50 triệu đã được một cặp, nhét con vang số vào đánh luôn, không hay em tặng các bác thêm tiền luôn. Nếu mà so với phân khúc tiền, em có thể dám nói là phân khúc tiền nó có thể là hay nhất luôn các bác nhá, phân khúc tiền các bác nhá. Vâng, một lần nữa em xin cảm ơn tất cả các bác đã truy cập kênh của em, và các bác thấy video hay các bác cho em xin một like, một chia sẻ để cho anh em cùng biết tới Cao JBL Việt Nam Hoàng Mai. Mọi thông tin chi tiết các bác liên hệ em theo hai số điện thoại em trên bìa tấm biển này. Một lần nữa em xin cảm ơn tất cả các bác.